Úi trời ơi. Đốp. Qua mẹ đốp có nhà không? Đứa nào làm mất trật tự ở ngoài ấy đây. Lão. Lão quá. Tao đi. Răng chi là xã trưởng đi. À mày lại chiêu bà. Bà lại ra. Bà cho mày một trận. Nó vỡ mặt mày ra bây giờ. Cho mày lão. Tao đi. Răng chi là xã trưởng đi. Dạ. Ai cho mày đến chồng bồm bộp thế hả? Dạ. Em chào thầy xã. Em cứ tưởng là thằng mất dạy nào ngứa thịt gợi đòn. Hóa ra là thầy xã. Dạ. Dạ, quả thực là em chả dám đánh ai đâu ạ. Em đang đập váy. Thôi, vào lấy đồ. Đi theo tao, có việc. Nhanh lên. Dạ. Đứt đồ gì và việc gì cơ ạ? Đồ. Để mẹ hành nghề còn gì nữa. Tưởng đồ gì. Chứ đồ ấy thì lúc nào em chả có sẵn ở trong váy. Đâu, đâu, đâu. Đây này. Đây, nhìn lại. Đây. Hay không? Nhìn gì đấy? Đồ chơi à? Mày để trong váy à? Đâu? Của người lớn hay của trẻ con? Cho thầy mượn tí thầy chơi. Thầy náo nào? Bố mõ nhà con mà nghe thấy nhá, thì cái mặt thầy có mặt thành cái mặt. Thịt. Úi, đốt này. Rằng thì là tao vừa đậu được con Bình Bình. Mày cho tao mượn cái đồ chơi của mày tí. Mày chiều tao. Tao chiều mày. Đi đâu mà thiệt. Thế thì từ nay mày, à, thầy đèo tao đi gieo mõ nha. Thế hóa ra tao là xe ôm của mày à? Chứ sao? Lão. Rằng thì là mày. Lão quá. Thôi, không ôm thì thôi vậy. Có ôm, có ôm. À. Nhưng mà bụng mà cho thì cháu ôm sao được. Con chỉ cần thớt lại một cái là được thôi, có gì đâu. Mà giao cái gì ạ? Rằng thì là trường làng, trường trà. Rằng thì là thượng hạ thế đâu. Thôi. Sao câu ấy vừa dài vừa cổ hủ. Để con tóm lại cho. Con này, lão. Có giỏi thì mày rằng thì là tóm lại đi. Ôi giời. Cô mẫu có chữa hoang, có lang ăn đặc sản. Thế thôi. Giỏi. Con này giỏi. Chú nghĩa thì không biết mà tóm tắt đi giỏi. Từ nay thầy xã cần nói điều gì cứ bảo con biên tập lại cho. Lại lão. Thôi lên xe đi. Thầy đưa đi ra ngõ. Ai này, ngồi kiểu này là ngồi kiểu gì? Ai bảo ngồi ngồi chỗ đấy hả? Này, giải tờ giấy vào đây gã ngồi. Chữ nghĩa chả biết lên đâu ra giấy. Ô thế vậy giống tao hơn mày 4 lớp mà không biết đọc. Tóm lại là ngồi đâu? Ngồi vào. Gớm được cái mục của mày tốn chỗ quá. Thôi được rồi, bây giờ ngồi kiểu cháu đầu đuôi. Cháu đầu đuôi là kiểu gì? Là kiểu úp thìa. Úp thìa hả? Úp thìa. Cháu đầu đuôi úp thìa. Thì đồng ý đây còn gì. Cô Mầu, con chịu ba. Cả làng ăn đặc sản. Ôi trời ơi mệt quá. Cô Mầu, cô ấy chữa hoang. Úi dồi. Cả làng ăn đặc sản. Mày gọi cha người ta vô nha. Dạ. Kiểu lòi hết nhĩ tai cho bây giờ. Thế nhưng mà không giao toa thì không nghe thấy. Cô Mầu, cô ấy chữa hoang. Cả làng ăn đặc sản. Úi dồi, mày quá. Cô Mầu, cô ấy chữa hoang. Thằng con nhà mới. Giờ này mày vẫn còn ấp ở đây à? Dạ. Mày về ngay, mời cụ đồ ra họp. Cụ chả biết có phọt ra tí nào. Cụ làm con nhỡ hết cả việc. Mình đi ra về ngay. Ôi lạc nữa ơi. Bớ đốp ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời.
ơi, thầy xã thầy làm con Phật ra đây rồi. Trời ơi, hiểu làng nước ơi. Mày vặt biếc volume xuống. Tao sẽ cho thằng bố đốt nha mày. Đi xuất khẩu lao động. Hả? Thế đi ra làng trước đi. Ờ, mày đi gọi con Màu ra nhá. À, thế để rồi con gọi con Màu ra ngay cho thầy ăn vạ nó. Để tao ra đi ngay kiểu các cụ đợi. Đã bảo là đi trước đi. Anh đi khỏi nhá. Đường đi khúc khuỷu gặp gành, càng đi càng thấy mênh mông ở biển trời, cứ đi rồi sẽ tới nơi. Ôi trời, sao lại đâm một cục gạch thế này? À, anh Hương à, sao nói phụt ra được cái bé rằm nên tôi tưởng dễ. Sao? Ừ. À. Khỏe mãi mới mua xe gì? À, ra xem có xịt đúng nào. Đâu đâu? Đâu. Chết đạp quá. Xong đi mà lại dắt. À sao muộn chứ gì? Thì dắt nó cũng muộn chứ. À vác à? Ôi, chân đời mới có một đi rồi ơi. Này, hay là không biết đi xe. Xe. Không biết đi xe. Để tới đâu cho gia đình họp kiểu muộn. Sợ cái gì đấy? Hả? Hả? À, chê mù à? Mù nhưng mà con gái nó có mù đâu. Cái nào ấy à? Cái chân. Thôi cứ ngày sau chủ ý. Để tôi lái cho. Sao? Cái gì? Cái gì? Bộ cái gì đấy? Bộ lắm thế. À thế là cái gì đấy? Cái gì đấy? Bấm cơ sở. Đây ngồi trên đây. Đây ngồi trên này. Cái gì đấy? Không tông cái thừa mồm tôi đấy. Ôm mõm chó à? Trời ơi, Hương thông minh nhỉ. Đeo dọa thế này ngã xe một cái là răng rơi ra, dọa đỡ đỡ phải tìm nhỉ. À, dễ phải. Ờ, dễ trái. Ô, đi phanh khớp biết rồi. Đã công này còn hay nói nhiều. Nào ta đi chứ, nào. Miền quê thắng tiên. Giặt nhiều thế, đâu có này, con nhà mất dạy kia. Mày đi, mày nhìn thấy người mù là mày phải tránh ra. Mày là người hay mày là thú, hả? Mày có biết tao ngã là tụt cả dọa ra đấy không? À đó chết, nỗi này là nỗi của anh. Anh vừa kéo xuống. Tao nói cho mày biết, đây có phải là đất là mày định giành dân dập bất ở đây không? Hay là đất từ đường nhà mày? Mà nếu đất từ đường nhà mày thì đã có sổ đỏ chưa? Hay là vào cái diện giải tỏa. Mày đi, mày không nghĩ đến tao. Mày về mày đeo hai cái bánh dán vào mắt của mày, hoặc là mắt mày vừa, thì mày về mày mua hai cái kính. Mày đeo vào cho nó giống tao đây này, để mày phân biệt được là người hay là súc vật. Ờ, cứ để tao nói. Ờ, anh chưa uống. Hả? Ờ, tao nói cho mày biết, mày không phân biệt được là thế nào là trái hay là phải. Mày nhìn thấy người mù mắt kén là mày. Đi đâu? Cái gì? Đưa đi đâu? Để tao nói. Cái gì? Cái gì rắn rát đó? Châu à? Ôi đâm về châu à? Ôi trời ơi, chào cụ Đồng. Gớm, nghe nói ăn một cái mà đến luôn. Cụ có đau lưng không? Không nghe thấy. Gớm, đỡ đi. Gớm, biết mà điệu thế nào. Ê, cụ bình tĩnh. Ôi, cụ ơi.
cô Mầu ý, cô chữa hoang, mời các cụ là ra đây u mà ăn ngả vạ. Hả? Thế u con Mầu lại chữa à? Ôi giời ơi, điếc lòi tĩ ra. Cô Mầu ý, cô chữa hoang, mời các cụ ra đây u mà ăn đặc khoản. Úi giời, sướng quá. Phũ phàng quá. Ra khoa sản chứ gì. Ôi giời ơi, sao lại hiểu rồi. Ôi giời ơi, ngu quá cơ. Ngu lắm cơ cụ ạ. Mời các cụ đi ăn đặc thán. Ăn đặc thán à. Hiểu chưa? Ăn. Ăn. Ăn đặc sản. Ăn gì đấy? Hiểu rồi. Có thế mà không hiểu. Mà ở đâu? Đai u o ten. Thế có mu dích không? Thế có đang sinh không? Có ok không? Có. Có. Gì cái gì cũng có. Đủ cả. Thế thì ta phải đến đấy thể hiện một vài bài cho nó máu. Đúng rồi. À này, ở đây có giày đây. Giày đầm. Giày đầm mậu dịch. Cụ có biết nhảy không? Có. Náo nào hóng hớt. Giày thì giày chứ sợ gì bố con đằng nào. Ôi trời ơi, khổ quá. Tí nữa thì ngã gãy cả răng. Đã điếc lại còn điên, bệnh nặng quá. Thôi, mời cụ vào họp. Mới. Dạ. Đứng ngoài lau xe. Cẩn thận trước xe. Dạ. Thưa các cụ. Gì đấy? Quan thị Mầu, con gái lão phú ông. À. Thì là mà nó chữa hoang. Biết rồi. Theo lệ làng thì là mà các cụ chúng ta phải ngả vạ nó. Đấy. Nó phải chiêu đãi các cụ thì là mà một bữa đặc sản. Đấy. Thì là mà ngộ chữ. Thế sao bây giờ nó vẫn chữa ra nhỉ? Đấy. Sao nó hư thế nhỉ? Đốt. Dạ. Đốt đâu? Dạ, con đây ạ. Ôi trời ơi, dạ cụ cho gọi con. Dạ đây, con đây. Thế mày đã thì là mà đưa giấy triệu tập cho con Mầu chưa? Đưa rồi. Dạ. Đưa chưa? Khổ quá. Đưa rồi mà lị. Sao bây giờ nó chưa đến? Úi dồi, cái gì đấy? Chồng của mặt ông đi vào kia. Thì đây, xe máy đến rồi. Đến gì? Em chào các cụ ạ. Có biết con Mầu ấy, nó cậy nó là con phu ông, lắm tiền nhiều của ấy. Đến cái thị xã cái kia mà cả cái ông đồ điếc ấy mà mới dám đi cái xe mini tàu với lại cả cái xe con công hơn một mình nó chơi ngông đi cả một cái xe to. Nghe tại sao cũng biết à? Thì tao cứ nghe nó chân nổi tao đoán nó thôi. Con Mầu kia ai cho mày chơi trèo hả? Chơi trèo hả? Dạ thưa các thầy, là vì nó cứ trèo lên con đấy chứ ạ. Ô, cái gì đấy? Mầu. Dạ. Mầu. Dạ. Ai cho mày vui chơi ra sản phẩm như này hả? Ai cho Mầu vui chơi ra sản phẩm? Mày chửa với ai? Thì là khai nhà. Dạ, bẩm cụ, con chửa với. Với ai? Với chị Đốp đấy, thì thầy làm gì được nào? Thế hóa ra mày là đồng tính luyến ái à? Mày làm kiểu gì mà nó đi chữa được hả? Mày không coi ra cái lệ làng phép nước gì à? Hả? Mày coi các cụ không ra cái thể thống công danh gì hả? Mày định châu lập cái hàng này. Mày lung tung cả. Mày thôi. Khai thối mà làm gì? Không khai thì mà tôi có nghe được đâu mà khai. Miễn là các cụ có bữa ăn ở khách sạn. À. Con của nó cho ai thì cho. Phải không rồi. Có được. Làng ý, có bữa đánh chén, thế là được rồi. Có phải không à, các cụ? Cụ Đô nói phải. Đấy. Bây giờ chúng ta phải đổi mới tư duy trong vấn đề họp thì là mà hành. Thì đổi mới. Bây giờ mời các cụ ra xe lên thành phố. Để ngã vạ con Mầu. Con Mầu. Dạ. Mày phải chủ trì. Sao tao thì là mai chủ trì. Đi. Đi còn nhìn gì nữa.
Đây con hát à? Lắm chuyện quá đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy? Hả? Hả? À này cho hỏi khí không phải, tại sao đến đây này rừng nhỉ? Ồ, ông không nhìn thấy gì à? Đèn đỏ. Ôi mày xỏ lá. Thế tao trông thế tao hỏi mày làm tế bố tao à? Đừng làm mù. Cái đấy, mình mù mà nó còn xỏ đẻo mình. Đi, cứ đi đi. Khẩn trương như thế nhỉ? Vâng. Đi, đi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, sang bên này. Úi dồi, tránh đường cho ô tô người ta đi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Này, ông bị điếc à? Không phải Đoàn Chiếc. Đi ăn khoán cô Màu. Úi, quay ăn, quay ăn, quay ăn. May quá. Mộc đến rồi à? Con Màu đây rồi. Mày lão ông thích hết cả ơi. Ôi trời ơi, mồm râu xinh quá kìa. Sang trọng quá nhỉ. Tất nhiên. Thế này tao mong một tháng phạt vạ một lần. Ê lê, rất nhiều là khác đi thảo hương à. Rất nhiều là đi đâu. Thưa các cô, chào các cô. Cô Màu đã có lòng thì chúng ta có nhà vậy. Ôi trời, các cô đứng ở chỗ nào? Mời các cô thì là mà tiến vào. Thẳng thiếu mọi người. Các cô đi ăn thả. Ui, mệt bở tay. Đến chưa? Này, cái gì đấy? Đến những cái nơi lịch sự như này thì là mà để cho tôi dắt cụ đi. Ừ, thì vẫn dắt chứ, tao có bảo gì đâu. Ôi, cái gì đấy? Ấy, lối này. Lối là đi lối này. Đi. Đi. Ui, cái kéo gì mà khiếp đổ. Ui rồi. Làm sao đấy, cứ thế mà đi tiếp đi là rồi đến. Ui, đây chóng mặt lắm. Chóng. Ôi là hút như cái giếng. Anh xã ơi, thế bao giờ đi ra? Ôi giời ơi, thế này nó quay mình như con quay thế này chết. Ui, thế mà quay khi nào nó dừng thì à, mới được ra. Ôi giời, ở đâu đấy mà chỉ thấy tiếng không thấy hình. Đứng đi mà quay cho đến tối. Ôi giời ơi, thế này nó quay mình như con quay. Cụ Đô, cụ Hương đợi với. Ui giời ơi, chết. Các cụ lại đây. Đấy, các cụ nhìn xem. Trông sang trọng cái người không? Này, có cái ao trong quá. Cụ thử xem. Nước có ngọt bằng thì là mà nước ao làng mình không? Trời ơi. Ôi giời kìa kìa. Ôi giời ơi, gì thế? Chỉ có cứ leo lên tụt xuống. Nhìn ông Hương kìa, cứ leo lên lại leo xuống, nhìn chóng hết cả mặt. Cụ, cụ thấy nước có ngọt không? Uống rồi, thôi bây giờ thì mà là đi ăn. Đi. Ôi giời, đau quá. Ôi trời ơi. Đây rồi, chào các cụ ạ. À. Chúng mày cứ bỏ các cụ mà đi. Làm cho các cụ thì là mà lạc hết cả nhau. Tranh cổ toàn giao à. Mời các cụ ngồi ạ. Ngồi xuống. Dạ, ôi trời ơi. Trời ơi, vội vội vàng vàng. Dạ, thế thầy Mù với cụ Hương đâu ạ? Các cụ còn đang đi tập thể dục, cho nó tiêu cơm, để con thì mà là ăn được nhiều. Mệt quá. Rồi, đây rồi, hai cụ đây rồi, rủi sao lâu thế ạ? Lâu nổ quá. Thôi được rồi, con hiểu rồi, tức là cụ đi lên đi xuống lạc thang máy ạ? Cụ nôn ạ? À? Ôi trời ơi! Nói lắm quá đấy! Cái này tranh thuyền có bể nữa sao? Dạ thưa cụ ạ! À. Gớm ăn được tí đặc sản, con Màu mà đứt hết cả ruột mà lạc hết con! Dạ mời cụ vào ạ! À. Ghế ngồi chỗ nào đâu? Ở đâu? Ôi trời ơi! Nó lùng bùng đấy này! Còn tranh chỗ đi thì vớ vẩn! Thế Màu thì phải nhường ta tí chứ! Ngồi đi phía đằng này cũng được! Thì tôi ngồi cạnh chỗ này này! Nhặt lên! Dạ là thế này ạ. À. Thế nào? Dạ hôm nay. Dạ là cô Màu
Cô muốn mời các cụ đến chơi đặc sản chiều hoang. Ôi tôi biết rồi, đúng quá rồi. Nhưng mà rất tiếc hôm nay đầu bếp chẳng may bị ốm. Ôi thật đẹp quá à, thế cho nên là không nấu được. Ôi thì không ăn uống gì à? Thế nói phụt ra. Ăn gỗ mà cũng phải đợi à? Vậy thì ông phải đi tổ một cái cho nó sướng cái thằng người mất lịch sự, gọi là đi đất tay chơi thế này vậy. Dạ xấu hổ. Coi như là hôm nay em thất lễ với các cụ ở đây, hay là để em đền cho các cụ món khác vậy? Món khác? Nhiều món lắm. Thì làm mà, làm món gì? Món karaoke. Karaoke. Mày nói thế thì là mà nghe cũng được. À thế thì có tay vịn không? Tất nhiên là có. Từ Hàn dép chứ. Không không, tôi không dép. Mặc thế này ấm rồi. Cấm Hương mới biết đi xe mà sao đi máu thế chứ này. Các cụ ơi, các cụ nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, con mời các cụ đến cái khu thanh xuân này cho nó tươi mát. Ăn uống thì phải có bát chứ. Nhiều đó công chồng rơi san cả vợ. Theo bè bản quý để tìm tí thơ. Rên nơi cứ ngỡ là mơ. Mùi xuân mày tìm gái tơ đèn mò. Quá nào. Dạ mời các sếp vào trong này. Dạ mau ơi, mời các sếp vào nhanh lên. Gớm nó cậy chân khỏe nó đi nhân cốt. Bia lên trước đào lên sau ghét chủ. Dạ thank you em. Không phải em bên kia. Con đốt. Dạ em đây ạ. Mau lắm. Là em của người con ạ. Ui cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái ông nhỉ? Bây giờ chúng mày ngồi đây chờ các cụ. Khi nào các cụ dùng xong thì là mà thanh toán, thì là mà gió chữa. Dạ. Mời các cụ cứ tự nhiên thôi ạ. Ôi mùi con gái khiến hồn đảo điên. Quán em mới thực là quán tiền. Vừa ôm vừa uống anh quên cái buồn làm phép. À đây trời. Lạ nhỉ. Nhà hàng này lạ nhỉ. Ghế thì có mà bàn thì không. Lạ nhỉ. Mang bia ra đây. Dạ mời các sếp cứ tự nhiên cho. Thế các sếp không rì ạ? Đào đâu? Thì là mà khẩn trương. Chua dạ, bốn em à. Thì là mà để hầu các cụ. Nhạc nhẽo gì mà ầm ĩ thế? Em đã bật máy đâu ạ? Ý cụ đồ bảo là làm sao mà chưa mở nhạc lên? Úi giời, có ngay, có ngay. Không thấy những cái tiếng tiếng. Nào, các em khẩn trương. Đây, trong này, gần chết sặc ở trong này rồi thế này. Đây, cái gì? Để thế này, để một mình một bóng ở trong đây. Ngoài không có nhà ra cả. Đây à? Đấy, đi chậm chân, là nó có mẹ. Mình bây giờ già đã lẫn rồi. Thế là nó lại không sang mình đâu. Để mình lẫn thêm. Gì sao? Đâu rồi? Cái gì đấy? Dưới cả mặt đấy. Ôi trời ơi. Chồng ơi là chồng, chồng đi đâu về thế? Cô ơi, đầm nước nào đấy? Nào, anh làm một bài cho sang cái mồm. Lũ hay hoài rừng, quanh yêu em, hoài hoài rừng, ba liêu thâu, răng kia ba, thế quay. Chắc là rơi quanh ở đấy rồi. Tìm xem rơi chỗ nào. Phim. Ôi, đây rồi. Nào, há mồm ra em đền cho nào.
Anh ở bền lâu chưa? Nhiều đô la không? Cái gì có đấy cho các con nó nghe. Hình như các cụ đồ này sắp thần kinh hết rồi. Ý ông ấy bảo là ông ấy sắp đầu tư cho em cây xăng đấy. Hai viên gạch và một vỏ chai nút khoáng là được cây xăng chứ mấy. Anh hát đi. Hát đi. Thả mít vợ chồng ở bên đấy. Mùi nước hoa nó ngồi góc nào muốn chén. Dạ, em mời nhà em thể hiện một bài ạ. Nào hát đi. Tiểu tiện rồi. Tiểu tiện ở khách sạn rồi. Nào nó bắt tay của đổi đau đó. Mà mẹ hình đen. Sao đấy, cái gì đấy? Này. Đấy. Sao? Mở rồi. Bắt đầu. Đấy, hát đi. Thế mấy cô người mẫu trên hình cũng đẹp không? Ông định chơi đẻo tôi đấy à? Mở là mở cho các ông chứ tôi thì cần gì. Nào. Hát nhá. Anh quên rằng là quên sớm ba quên chưa em chưa anh quên bằng anh chưa thi đỗ thì em chưa cho đậu đừng phòng em ơi dê tái thương gừng đêm về anh cướp thân là phẳng như dê phừng phừng em phải phát mê em khuyên anh cứ tái dê thương gừng nghe. Cảm ơn. Cái gì đấy? Dừng à? Thật sự. Bây giờ tất cả im lặng để cho cụ hương câm cuối thể hiện. Vợ con một chữ anh so đo. Ôm em một cái anh bo này chị. Đạo mới sao mà lại dán thế nhỉ? Con này xấu nhưng mà lại kết cấu nó đẹp. Trời ạ. Cái gì đấy? Đây là đầu gối của tôi. Tôi chết rồi. Không rắn thì sao? Ô, đầu gối đồ. Mày chỉ cứ tưởng. Thôi. Trật tự. Nghe cụ Hương cụ thể. Tôi làm ra luôn đây. Thế diễn đi. Thật quá trớn. Thể hiện đi anh. Mấy cô đào này không có gì là đặc biệt cả. Thật đúng là không đi không biết đồ sơn. Đi rồi mới biết thì là mà chẳng hơn đồ nhà. Theo tôi ra điều con màu với mẹ đốp lên đây. Ôi giời già. Có khi hay hơn nữa các cụ. Đi ra ngoài. Ôi già ơi. Tôi thì tắt đèn lâu rồi. Ngói tranh như nhau ấy. Thằng mới đâu? Dạ. Thì là mà gọi con màu với con mẹ đốt lên đây. Vâng ạ. Thì là mà để hầu các cụ. Dạ. Các cụ cho mời chúng con ạ. Vào đi mẹ. Dạ. Tao thấy chúng mày bụng to nhưng mà vẫn còn thì là mà nhuận sắc đáo nể đi. Thế à? Thôi, ta về ta tắm ông ta vậy. Đấy, chúng mày ngồi đây thì là mà hầu các cụ vậy. Dạ bẩm các cụ ạ, chúng con chỉ quen trải chiếu hầu các cụ ở sân đình, chứ hầu các cụ ở sân nông thế này. Hầu thế nào? Ôi trời, đang cấp được con này cấp bên à? Ý, cụ Hương cụ ấy bảo là vào đây đối thơ với các cụ cho nó sang nhỉ? Hay. Bây giờ rằng thì là ta ra đuối trước, rằng thì là nghe đây. Ông phun luôn đi. Các cụ ra phố ăn chơi, rằng thì là đuối. Dạ thưa cụ, em xin đuối như thế này ạ. À, con cháu ở xóm ị làm sao đây? Các cụ đối với con cháu. Yeah. Ra phố đối với ở xóm. Ok. Ăn đối với ị. Ừ. Nhưng mà thừa mất hai chữ. Sao hai. Đây? Thừa thì xẻo ra cho chó nó gặp. Ông này tôi ra câu này là hai con này chịu cứng luôn này. Dạ vâng, come on. Mời cô ạ. Nào tất cả nghe nhá. Vợ
như cái chuỗi chuỗi chân. À tôi chết. Chuỗi rồi đem vứt ra sân. Gọi cái thằng hàng xóm bảo có chuỗi chân nữa thì chuỗi. Chị tốt đi. Chị đó, giải quá đi. Bẩm cụ, cụ nói như vậy là cụ chê cánh đàn bà bọn con phải không? Nếu vậy thì để con đối với cụ câu này. Mày đối đi. Xem cụ có đối lại được không? Mày đối đi. Vâng, thế mày đối đi. Thế này nha, cụ nghe này. Vợ mình là cơm hầm nhà ta. Ấy nhưng mà lại là cơm tám của thằng cha láng giềng. Thôi, cho người ta nói. Các cụ thì làm mà vui chơi giải trí. Thế mà từ nãy đến giờ chúng mày toàn xỏ các cụ thôi. Làm các cụ thì làm mà tụt hết cả cảm xúc. Con màu sao thì là mà thanh toán. Ô hay, để tao còn thì là mà đưa các cụ về. Ô hay lạ nhỉ. Con này láo, vì cái bụng của mày mà các cụ phải đi đến đây để phạt vạ. Chứ các cụ thì là mà hay hớm gì. Mày giả tiền đi các cụ về. Thế hóa ra các cụ ăn phạt vạ con chửa hoang à hả? Chứ sao nữa. Này, ôi giời, con mà vợ thầy chửa hoang thì có ấy nhá. Con này láo, thế tự dưng bụng của mày to ra chắc. Bụng dưng thì sao? Hay là thì là mà bụng run hả? Cho nó một liều thuốc run. Các cụ bị lừa to rồi nhá. Cô Màu ý, cô ấy giả vờ là cô ấy chửa hoang. Này, mày chửa hay không kệ mày. Thì là mà trả tiền để các cụ về. Này, này, hốc vào mồm rồi nhá, thì cứ nôn tiền ra mà giả nhà hàng nhá. Chứ tụi này có ăn đâu mà phải trả tiền. Nhưng đây là phạt vạ mày. Lệ làng phép nước. Thì là mày hiểu chứ. Nhìn đây. Đâu? Nhìn đi. Có thấy gì đâu? Này, 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 này. Tóc nó còn thỏ sinh ra đi em. Cái gì? Nghe cho rõ đây này. Cô Màu ngày xưa mới chửa hoang nhá. Còn cô Màu ngày nay ấy, còn lâu. Cô giả đi chị thật. Chị đâu? Về. Về thôi. Đây mà thanh toán. Alo, alo.